cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, khán giả truyền hình Nhật Bản đã bắt đầu mất hứng thú với franchise Super Sentai do sau hơn 10 năm công chiếu không ngừng nghỉ, nội dung motif phim lặp đi lặp lại đã gây cảm giác nhàm chán. Đỉnh điểm là vào nửa sau của Chikyu Sentai Five Men, rating người xem đã giảm rõ rệt, đặt franchise vào tình thế có thể bị ngừng sản xuất bất cứ lúc nào. Để cứu vãn thời cuộc, Toei quyết định sửa sai các lối mòn bằng một kênh bạc mạo hiểm mang tên Chojin Sentai Jetman, một series Sentai với đầy sự phá cách, hợp mốt hơn với thị hiếu khán giả thời điểm đó. Kết quả, series lúc bấy giờ là một cú hit lớn, giúp Super Sentai như được hồi sinh để ngày hôm nay có thể chạm đến con số 43 như chúng ta đã thấy. Và Jetman đi vào lịch sử như một dấu mốc quan trọng bậc nhất, một thước đo cho các phần phim Super Sentai về sau. Vậy điều gì đã khiến một series khác biệt như Jetman lại thành công đến vậy? Qua kịch bản được chắp bút bởi bạn Danh Phương, thành viên mới của nhóm, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, về cốt truyện của bộ phim. Bối cảnh được diễn ra vào năm 1991, khi lực lượng bảo vệ hòa bình trái đất mang tên Sky Force chế tạo thành công Burdonic Waves, một loạt sóng mang gen ở loài chim, nhằm tạo ra các siêu chiến binh Jetman để bảo vệ trái đất. Năm người xuất chúng của Sky Force đã được lựa chọn để gánh vác trọng trách này, trong đó có Tendo Ryu và người yêu của anh, Aorie. Thế nhưng khi mới chỉ có Ryu được biến đổi thành Jetman thì tổ chức Firam, quân xâm lược đến từ chiều không gian khác nhằm thôn tính trái đất, tấn công bất ngờ sở chỉ huy, giết chết Rie cùng gần như tất cả mọi người ở đó. Ryu cùng chỉ huy Odagiri thì may mắn sống sót. Cuộc tấn công cũng làm máy phát chiếu sóng Burdonic vào 4 thường dân, khiến họ bất đắc dĩ mang trong mình năng lực của Jetman. Sau khi trốn về căn cứ bí mật Sky Camp, Tendo Ryu giờ đây phải gác nỗi đau mất người yêu sang một bên, cùng chỉ huy tìm kiếm 4 thành viên còn lại lập nên điều nhân chiến đội Jetman, trở thành hàng phòng ngự cuối cùng của trái đất trước quân xâm lược. Trước khi xem phim, chúng mình có một số lưu ý với các bạn. Phim có thời lượng tình tiết không quá nhiều, các tập phim dường như có thể xem độc lập mà không gây quá khó hiểu cho khán giả. Phong cách làm phim như vậy khá là thích hợp cho thể loại series chiếu tuần như Super Sentai. Nhưng nếu không được đầu tư kỹ lưỡng sẽ gây ra số lượng tập thừa hay còn gọi là filler quá nhiều, khiến khán giả nhàm chán. Ví dụ như Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Path Ranger. Nhưng thật may mắn khi Jetman không mắc phải lỗi này mà trái lại đã tận dụng một cách xuất sắc từng tập phim để xây dựng tính cách cũng như tương tác giữa từng nhân vật, không những trong đội hình Jetman mà còn ở cả phe phản diện Viram. Với cá nhân mình, từng tập của Jetman rất xuất sắc. Tuy nhiên do phong cách phim đề cao tâm lý nhân vật và xây dựng các tương tác, với những ai quen xem các series chú trọng vào tình tiết cốt truyện như Ryuken Sentai Geki Ranger hay franchise Kamen Rider thì việc xem liền tù tì Jetman vẫn sẽ rất nản. Lời khuyên của mình là chỉ nên xem tối đa 2 tập một ngày, dành thời gian tập trung cho lời thoại cũng như diễn xuất của các diễn viên. Và giống như các bộ Sentai ở thế kỷ trước, phim có xuất hiện yếu tố kinh dị như quái vật giết dân thường hay concept hơi lố bịch. Những yếu tố này ở các bộ Sentai gần đây đều gần như được loại bỏ gần hết. Vậy nên đây cũng là lời nhắn của chúng mình để chuẩn bị cho các bạn tinh thần khi xem một bộ Super Sentai cách đây gần 30 năm. Về nhân vật và tương tác, phim giới thiệu cho chúng ta một đội hình khá phá cách cùng các nhân vật độc đáo chưa từng có tiền lệ của Super Sentai ở cả phe chính lẫn phản diện. Không còn là những người ưu tú được lựa chọn khắt khe như các bộ Sentai trước, Jetman là một đội được tạo thành từ những con người không hề liên quan gì đến nhau. Tendo Ryu, Red Hawk, một chiến binh thực thụ, Rokumei Kankari, White Swan, một tiểu thư đài cát, Yuki Gai, Black Hunter, một tay chơi sát gái với tài thổi saxophone điệu nghệ, Oishi Raita, Yellow Owl, một nông dân chất phác, và Hayasaka Ako, Blue Swallow, một cô nữ sinh trung học. Chính sự đa dạng trong đội hình tạo nên nhiều luồng tư tưởng cùng những tương tác xung khắc, chủ yếu đến từ cuộc tình tay ba giữa Ryu, Gai và Kaori khi không biết bao lần đẩy tình huống phim lên cao trào. Nhưng sau mỗi lần xung đột, các thành viên lại hiểu nhau hơn, sợi dây liên kết cứ mỗi lúc một chặt, đặc biệt giữa Ryu và Gai. Xuất phát điểm của hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau, Ryu là một người đàn ông chính chắn, chuẩn mực, luôn nghĩ cho mọi người, an toàn như một ly sữa nóng, đối lập hoàn toàn với Gai, tự do phóng khoáng, có phần ích kỷ, nguy hiểm như rượu McCallan. Sau ba trận đánh nhau bể đầu sứt chán vì xung đột tư tưởng, cùng vào sinh ra tử trong trận chiến với Viram, hai con người đó dần hiểu và tin tưởng, trở thành điểm tựa để vực nhau dậy. Ở phe đối trọng, chúng ta có tổ chức xâm lược chiều không gian Viram, được tạo thành từ 4 thành viên là Radike, một kẻ tự cao, tự đại, nhận mình là chúa, Chan, một đứa trẻ con, Gray, một tên người máy thích hút thuốc, uống rượu và biết yêu, và Maria, người sau này được tiết lộ chính là bạn gái Rie của Ryu, bị Viram tẩy não. Điểm đặc biệt của Viram là chúng không hề có thủ lĩnh, 4 thành viên có vai trò bình đẳng, được tự do hành động với kế hoạch riêng của bản thân. Nhưng chính sự ganh ghét đố kỵ nên ngoài việc xâm chiếm trái đất, các thành viên của Viram còn phải dè chừng lẫn nhau, thậm chí sẵn sàng đâm sau lưng đồng bọn để đạt điều mình muốn. Chính sự lục đục đó đã cứu các anh hùng Jetman khỏi cái chết không dưới 2 lần. Nửa sau series xuất hiện một kẻ trội hơn hẳn những tướng còn lại trong hàng ngũ Viram, tự nhận mình làm thủ lĩnh. Xung đột nội bộ giờ đây lại càng được đẩy lên cao. Chính sự xung đột đó về sau ở tập 47 đã tạo nên màn tra tấn tinh thần giữa hai kẻ phản diện có 102 trong lịch sử Sentai. Chỉ trong một phân đoạn mà mọi cảm xúc đè nén suốt bao tập phim của hai nhân vật đều bộc lộ đến nổi da gà. Tương tác mạnh mẽ như vậy rất hiếm thấy trong các bộ Sentai sau năm 2000. Về yếu tố thành công của Jetman, đầu tiên về tính drama và hài hước. Khi tỷ lệ nghe nhìn của khán giả đối với franchise Super Sentai bị giảm, Toei buộc phải tìm hướng đi mới để thu hút người xem.
Vào đầu những năm 90, yếu tố drama mà cụ thể là tình yêu đang là trào lưu ăn khách trong các series truyền hình ở Nhật. Vậy nên nhà sản xuất Jetman táo bạo mang tình yêu tay ba giữa Ryu, Kari và Guy vào một show vốn chỉ dành cho trẻ con. Sự phá cách này cùng dàn diễn viên không thể hoàn hảo hơn đã có tác dụng rõ rệt khi vừa tạo ra những tình tiết cuốn hút có sức nặng trên màn ảnh, vừa hấp dẫn các đối tượng người xem lớn tuổi hơn. Cụ thể là các bà nội trợ ở Nhật bấy giờ rất yêu thích nhân vật tay chơi hào hoa Chuki Guy. Nếu như bộ ba Ryu, Kari và Guy làm nhân vật chính cho mọi drama tình cảm, hai chiến binh còn lại là Raita và Ako phụ trách sự hài hước, một yếu tố khác rất thu hút khán giả thời bấy giờ. Việc kết hợp hai trào lưu một cách thông minh này đã giúp Jetman hợp mốt hơn, tạo được thành công vang dội hơn. Thế nên trong bài hát kỷ niệm 35 năm của cô Kaiser, câu hát dành cho Jetman là Jetman thật hợp trào lưu. Tính thực tế của Jetman được thể hiện trong hai mặt chính, đó là khắc họa nhân vật và sự tàn khốc của cuộc chiến. Về nhân vật, để cho công bằng mình xin so sánh Tendo Ryu với một chiến binh đỏ khác ở cuối thập niên 80, đó là Amamiya Yusuke, Red Falcon của Choju Sentai Lifeman. Cả hai nhân vật xuất phát điểm đều là đội trưởng, đều là những con người bộc trực, kiên cường không chịu khuất phục. Thế nhưng trong khi suốt 49 tập Lifeman, Yusuke không có bất kỳ một sự phát triển nào, thì trái lại Jetman đã làm khán giả phát sốc khi biết Ryu từ chiến sĩ nhà nòi thành một chàng trai đau khổ vì tình đến mức độ hoang tưởng, dám từ bỏ chiến đấu để được ở cạnh người yêu. Thứ các nhân vật trong Jetman không còn là hình mẫu anh hùng lý tưởng như các series tiền nhiệm, họ lại gần gũi hơn so với thực tế, giúp tạo đồng cảm với người xem. Sự thực tế trong phát triển tính cách cũng là một công cụ giúp thể hiện sự khốc liệt trong cuộc chiến. Sự bất mãn là điều luôn hiện hữu trong Jetman, từ cái chết của các thường dân vô tội, hy sinh của các đồng minh và người thân xung quanh mình, đến việc chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình thường để chiến đấu. Ngày nắng của chiến tranh và cái giá của hòa bình có lẽ các Jetman hiểu rõ hơn cả. Điều này được nhắc lại một lần nữa trong tập kỷ niệm Jetman của Kaizoku Sentai Gokaiser khi Yuki Gai từ cõi chết trở về để ngăn không cho băng hải tặc tìm kiếm các chiến binh Jetman ngày xưa. Để kết thúc video và tóm tắt lại giá trị theo mình là cốt lõi nhất của series Jetman, mình xin trích lại cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Ryu với Guy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip của nhóm chúng mình. Nếu bọn mình có thiếu sót điều gì, hãy để lại comment ở phần bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên subscribe cho kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất được tung ra trong tương lai nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! アンネットは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。